channel. Và typing sẽ là video ngồi xuống get ready qua make up và trả lời các câu hỏi của mọi người. Thì hôm nay Tiên đang có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn muốn đã hỏi Tiên ở trên Instagram. Và bây giờ Tiên sẽ lựa một vài câu hỏi hay nhất, vừa make up và vừa trả lời cái câu hỏi cho mọi người nhé. Ok. Ở trên lầu á, nó chán quá cho nên đổi background chút, mà dưới đây nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Anh cứ vậy á mọi người. Ok, you know what? I'll film this angle. Yeah, có mặt anh trọng rồi đó. Tiên sẽ film cái angle này để Khai không chọc Tiên nữa. Đó, có mặt anh ở trong đó, anh không chọc em nữa. Đâu. Sản phẩm đầu tiên mà Tiên sử dụng ngày hôm nay đó chính là cái xịt khoáng này trước của Chanel. Thì để cho mặt các bạn có một cái độ ẩm nhất định thì thường thường Tiên sẽ xịt khoáng trước. Tức là Tiên đã apply action rồi và bây giờ Tiên sẽ bỏ xịt khoáng vô. Các bạn đang đợi cắt tóc á mọi người, trong kia có cái anh kia đang cắt tóc cho nhà Tiên cho nên là bây giờ đang đợi. Ok, bây giờ đầu tiên Tiên sẽ trả lời câu hỏi chị nghĩ thế nào về Ylsa? Ok, chị nghĩ là Ylsa là một cái gì đó nó sẽ không có work, nó sẽ không có mệt quá. Nó bị ngứa trên điện. Người ta quay cái make up của em, người ta có nhìn anh không á? Ok, thì đối với Tiên thì Tiên nghĩ là Ylsa là một cái gì đó nó rất là khó để giữ mối quan hệ lâu dài. Thứ nhất là không được gặp nhau thì sẽ cãi nhau rất nhiều, và mỗi lần cãi nhau rất nhiều thì sẽ không có giải quyết được mâu thuẫn. Đúng không anh? Em nghĩ sao về Ylsa? Rồi thấy Ylsa là một vấn đề rất là khó hiểu. Yeah, ý là KO, nếu là KO thì KO sẽ không chọn Ylsa. Tiên cũng không chọn Ylsa vì Tiên thấy là nó không có work. Cho nên là mọi người ơi, nếu mà có Ylsa thì không nên. Đó, Tiên chỉ khuyên thôi, tại Tiên đã trong rất nhiều quan hệ Ylsa và không có nào work cả. Cho nên là yeah. Sản phẩm kem chống nắng mà Tiên sẽ sử dụng ngày hôm nay đó chính là sản phẩm này của Make Prem. Đây là một cái sản phẩm mà Tiên rất là thích, một trong những kem chống nắng mà Tiên phải gọi là thích nhất đó mọi người. Tại vì thứ nhất là nó không có bị white cast, có nghĩa là nó không có bị vệt trắng trên mặt á. Rồi xong, tiếp theo thì sẽ tới cushion của Bobbi Brown. Đây là một trong những cái cushion mà dạo này gần đây Tiên sử dụng rất là nhiều mọi người. Thật sự là Tiên rất là thích cái này luôn, không phải PR hay gì hết mà thật sự thích thật. Cảm ơn brand đã gửi đến cho Tiên, và khi mà Tiên xài Tiên khá là bất ngờ với cái độ hiệu quả của nó. Bây giờ Tiên sẽ đánh nha. Rồi. Tiên rất là thích đánh cushion. Thật sự Tiên thích xài cushion hơn là foundation. Tại vì thứ nhất là nó rất là nhanh, tiện. Nói chung là Tiên thấy nó nhanh, nó tiện, với lại nó che phủ tốt và nó tự nhiên. Cho nên là Tiên rất là thích xài cushion. Điều này nhà chán mà không có gì làm nữa. Trong lúc này thì Tiên sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo nha. Chị có từng nản chí trong quá trình đi du học không? Cũng như là làm việc, làm sao để lấy lại tinh thần? Hồi đi du học thì chị có một cái khoảng thời gian chị khá là buồn, là tại vì là một khoảng thời gian chị vừa mới anh cười nữa. Anh cười. Ủa đi khoảng thời gian gì mới nói đi. Đi anh cười. Thì bị đem coi hại. Nói đừng có xạo anh. Nó kêu mày còn người thấy không mọi người? Không có làm gì phá. Khoảng thời gian buồn nhất là khoảng thời gian mà Tiên mới bắt đầu quen người yêu thứ hai. Lúc đó là anh Tiên đã chuyển về Cali ở. Tiên ở lúc đó là ở Chicago một mình, không quen biết một người nào hết, không có, nói chung là không có người yêu ở gần, không có bất cứ một cái gì cả. Và khoảng thời gian đó thật sự là rất là sợ, tại vì sợ là không có bạn, sợ là sẽ cứ như vậy một mình hoài. Nhưng mà hơn là sau đó thì cũng có quen nhiều người bạn khác và có rất nhiều mối quan hệ nữa, cho nên là lúc đó thì vui hơn một chút. Nhưng mà đó là khoảng thời gian mà Tiên rất là sợ bên Mỹ. Ok, xong bước lên xong thì Tiên sẽ sử dụng concealer. Thì cái concealer mà Tiên hay sử dụng nhất là cái concealer của NARS. Đây, concealer này. Đó mọi người, concealer này là concealer Tiên hay sử dụng nhất. Bây giờ Tiên sẽ apply ở dưới mắt. Tiếp theo, làm thế nào để có thể ốm như chị? Chị không có muốn ốm như vậy đâu mọi người. Tiên là một tạng người chắc là rất là dễ sụt cân hơn là dễ tăng cân. Ở bên hồi bên Mỹ thì ok hơn, tại vì chắc là đồ ăn bên đó nó có vẻ như là nó hấp thụ tốt hơn ở Việt Nam, cho nên là ở bên đó thì Tiên có mập hơn chút, còn bây giờ thì ốm hơn. Nhưng mà thật ra là cũng không ốm như ngày xưa, cũng mập hơn hồi đó rất là nhiều rồi. Rồi xưa Tiên rất là ốm lắm, mọi người không hiểu được đâu, không bao giờ tăng cân được cho đến khi qua Mỹ. Brand mà chị thích nhất ở cái này nói là brand gì ta, local brand hay là fashion brand, hay thật ra brand mà Tiên hay mặc nhất á, là Zara. Zara rất hay mặc Zara nè, nhiều đồ của Tiên từ Zara lắm, cho nên là mọi người có hỏi thì chắc chắn 90% đồ mà Tiên mặc là từ Zara. Tiếp theo là ví dụ như local thì Tiên hay mặc brand gì, local thì Tiên hay mặc brand của Tiên là Her Story nè, No-Control. Anh hay mặc brand gì? No-Control. Supreme. Anh có mặc Supreme đâu. Tiên mặc Ludi Eye cũng nhiều á mọi người, Cocosin cũng có. Nói chung là cũng khá là nhiều local brand Tiên cũng mặc, thì Tiên rất là thích. À mọi người, Tiên đang sử dụng ke dưỡng môi của NARS. Tiên rất là thích cái thỏi này thì Tiên được voucher của NARS, được NARS tặng, cho nên là ok. Bây giờ sẽ tới chân mày. Thì chân mày thì Tiên sẽ sử dụng sản phẩm này của Bobbi Brown. Đây là Tiên cũng được nhãn hàng tặng luôn, là một sản phẩm Tiên rất là yêu thích từ Bobbi. Phải nói là đây là có thể là bản đúc của Anastasia luôn á mọi người, tại vì xưa giờ tìm bản đúc của Anastasia rất khó. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà Tiên cảm thấy là Tiên vẽ một đường thôi là lên rồi đó. Thường thì Tiên cũng không có vẽ chân mày đậm quá đâu, tại vì nếu mà Tiên vẽ đậm quá thì mặt Tiên nhìn rất là dữ và không có đẹp. Những sản phẩm làm đẹp mà chị không thể sống thiếu gần đây. Ồ, đây là câu hỏi rất là hay. Ba cái mà chị không thể thiếu được đó chính là cushion, chân mày và son. Thì cushion dạo này là hai cái cushion Tiên hay sử dụng nhiều nhất, là cushion này Bobbi Brown, ba cái trước Bobbi Brown nè, một cái của YSL với lại một cái của Clio, là ba cái dòng cushion mà dạo này Tiên rất là thích. Cái thứ hai về son thì thật sự dạo này Tiên xài rất là nhiều, đó chính là cây này của Romand. Đây nè mọi người, cây này là new collection của Romand luôn. Đó, đây là cây màu 24 Peeling Angle. Đó, Tiên rất là thích. Cây này đi cắt tóc rồi mọi người. Đó, mình cắt tóc đó. Son thì không thể thiếu là cây Romand. Lát Tiên sẽ đánh cho mọi người xem, màu rất là đẹp. Hôm nay Tiên sẽ make up một cái make up look cũng everyday thôi, cũng không có gì là quá là lồng lộn đâu, tại vì cũng ở nhà thôi, cũng không có đi đâu cả. Yeah. Tiên đang mặc cái đầm rất là xinh là mọi người, của Her Story vừa mới cho ra mắt phiên bản mới. 23 tuổi mới bắt đầu đi du học thì có trễ hay không? Theo Tiên nghĩ thì bao nhiêu tuổi đi du học cũng được cả, không có phải là một độ tuổi nào là quá trễ hay là quá sớm. Nếu các bạn không có một cái thời gian để có thể đi sớm hơn mà các bạn chọn đi sau này thì ok, thoải mái, cứ đi sau này. Nếu mà các bạn có điều kiện đi sớm hơn, ok đi sớm hơn. Nhưng mà Tiên vẫn khuyên là đi học du học sớm, trong lúc mà bắt đầu đại học thì nó sẽ tốt hơn cho mọi người nếu mà mọi người đi trễ, để cho mọi người hòa nhập vào hơn. Và khi ở một cái độ tuổi trẻ mà các bạn học tiếng Anh thì nó sẽ tốt hơn là sau này các bạn học thì nó sẽ không tốt bằng. Đó là cái stress của Tiên. Tiếp theo Tiên sẽ sử dụng cái má hồng này của Hourglass. Đây là một cái nhãn hàng mà Tiên rất yêu thích ở Sephora, mặc dù nó không có bán ở Việt Nam. Và đây là một sản phẩm Tiên mua ở Sephora ở bên Mỹ, nhưng mà Tiên thật sự rất là thích cái má hồng này. Thứ nhất là với cái kết cấu của nó rất là đẹp. Thứ hai là Tiên thấy là cái độ bám màu của nó rất là tốt, hồng rất là xinh mọi người. How to kẻ eyeliner một cách nhẹ nhàng. Ok, lát nữa sẽ tới câu này sau. Tiên sẽ make up xong và Tiên sẽ trả lời liền mọi người luôn, khúc đó luôn. Chị đi du học bao nhiêu năm? Chị đi du học, bắt đầu mà đi du học á là lúc hết lớp 12. Sau đó thì đi du học là năm 18 tuổi, là đi du học đến năm 21 thì chị về Việt Nam. Đó, vì tầm 4 năm á mọi người. Tiếp theo Tiên sử dụng bản mắt mày của Romand nha. Đây là những cái màu tông màu rất là neutral, rất là dễ xài thôi. Hôm nay Tiên chỉ đánh một cái mắt rất là basic thôi, không có sử dụng quá nhiều. Ok, đầu tiên là lấy màu nâu, Tiên sẽ đánh hết lên trên màu mắt như thế này. Xong rồi sau đó Tiên sẽ lấy một cái màu sáng hơn để Tiên đánh vào ở bên trong. Anh chị chia tay là tại vì ảnh không chịu về Việt Nam hả chị? Không có. Cái lúc mà ảnh không chịu về Việt Nam, lúc đó chị chia tay lâu lắm rồi. Lý do mà theo với Tiên hồi đó không còn quen nhau được nữa là tại vì hồi đó cãi nhau quá nhiều. Năm đầu tiên sống chung mà hồi đó còn quá nhỏ. cãi những cái thứ mà còn con nít mà đâu có ai nhường ai đâu, rồi ai cũng có cái tôi của họ, cho nên là sẽ không ai nhường ai cả, thì nó sẽ tới một cái mức mà hai người quá mệt, kiểu còn quá trẻ mà tại sao phải trải qua mấy cái này, quá mệt. Cho nên là quyết định là dừng lại. Ở lúc đó là năm đầu tiên tụi mình về Việt Nam, là coi như là năm nhất đại học là xong ở chung với nhau, không phải ở chung, ở gần nhau một năm, thì cảm thấy như là có quá nhiều bất đồng quan điểm và không hợp nhau nữa, chứ không phải là hết yêu hay gì nữa. Tiên nghĩ vậy. Ông cái phần màu mắt thì nó cũng đơn giản thôi. Tiếp theo thì Tiên sẽ sử dụng một cái dìa kẻ mắt của Clio nha, để Tiên vẽ bên trong mắt. Đây là cái cách giúp mắt to hơn, thì đây là cái cách mà Tiên làm. Tiên luôn luôn kẻ bên trong như vậy đó mọi người. Nhìn nó hơi sợ xíu nha, nó sẽ hơi sợ đó, sợ một chút, sợ. Rồi thấy không? Mình thấy bắt bên này bụi hôm nay đúng không? Tại bên này nó có một cái liner bên trong á. Chị ơi, Beauty Box có tuyển thực tập sinh không vậy cho mảng marketing hay content? Để nói một chút xíu về công ty ha, thì Tiên thì trong team thì Tiên làm marketing về những cái hoạt động này nọ của Beauty Box, thì Tiên nắm vị trí là marketing. Thường thì Hoa Sen Việt là một công ty không có nhận nhiều intern, nhưng nếu mà Tiên nghĩ personally mà các bạn có kinh nghiệm nhiều và các bạn có nhiều lĩnh vực thì maybe sẽ chọn các bạn, nhưng mà xác suất mà chọn intern của Beauty Box rất là thấp. Tại vì team thì cần những bạn thật sự là có kinh nghiệm rồi, và thật sự năng nổ, phải có kinh nghiệm, phải lăn xả rất là nhiều trong cái ngành này, tại vì nó cũng khá là pressure. Thì thật sự công việc của các bạn không hết vào thứ hai thứ sáu đâu, mà các bạn có thể làm vào thứ bảy chủ nhật luôn, cho nên là cũng không có nhận nhiều lắm các bạn intern mà chưa có kinh nghiệm. Đó là personal của Tiên. Rồi bây giờ trả lời cho các bạn mà hồi nãy hỏi Tiên về cách kẻ eyeliner. Đây, cái eyeliner ngày hôm nay Tiên sử dụng là của Dear Dahlia. Đó, không phải rồi đó, mọi người thấy không? Dear Dahlia Tiên cũng đã sử dụng quá nhiều, và cái cách Tiên vẽ eyeliner rất là dễ cho các bạn mà chưa biết cách vẽ luôn, là Tiên sẽ nối từ cái ở dưới đây, Tiên vẽ một cái chữ ở lên. Đó mọi người thấy không? Nhẹ thôi nha. Xong rồi sau đó nối cái đó vô. Đó là xong. Tiên chỉ vẽ nửa như vậy thôi, tại vì mắt Tiên á, mà vẽ từ đây mà vẽ full vô này á, là sẽ nhìn nó sẽ rất là bị già, bị xấu. Cho nên là vẽ như thế nào để cho mắt đẹp á, thì chỉ vẽ một nửa con mắt là đẹp nhất. Nên là Tiên không có vẽ quá dày. Mặt Tiên là bị cái là nếu make up càng dày nó sẽ càng xấu, bị vậy đó mọi người, cho nên Tiên không make up nhiều đâu. Ok, xong hai con mắt rồi mới dám trả lời tiếp nè. Khi bắt đầu mở brand chị gặp khó khăn gì không? Có ai giúp chị không hay chị tự làm hết? Ok, một câu hỏi rất là hay. Trước khi vô câu hỏi thì Tiên sẽ giới thiệu cho bạn cái curling eyelashes này Tiên đang sử dụng của Dear Dahlia, là một cái thần thánh nhất mà Tiên chưa bao giờ sử dụng cái nào đẹp như cái này. Thì bây giờ Tiên sẽ kẹp cho mọi người xem thử nha, cái độ cong của nó như thế nào. Mi của Tiên á, thì là một mi khá là dài nhưng mà nó không có cong. Nhưng mà khi mà Tiên sử dụng cái này xong thì trong một ngày thì nó cong mi rất ổn luôn nha mọi người. Thấy không? Oh my god. Đó. Rồi, trả lời câu hỏi. Khó khăn thì cũng có, tại vì thứ nhất mới bước vô nghề, Tiên không biết bất cứ một cái gì về vải, không biết bất cứ một gì về xưởng, không biết cách giao hàng như thế nào, vận hành ra sao. ABCD là một con start from zero, không biết một cái gì hết. Cho đến khi bắt đầu làm thì sẽ có những cái rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là về tiền bạc, về cách vận hành, về xưởng kho nhập ABCD. Thì lúc đó may là Tiên có gặp được Thiện, thì là đã chơi chung, hai chị em đã chơi chung cũng rất là lâu rồi. Thì Thiện thì cũng có một chút gọi là kinh nghiệm về ngành local, đã được làm ở cũng khá là nhiều local brand, cho nên là cũng khá là am hiểu về local. Thì lúc đó là Thiện có support Tiên, thì Tiên cũng ok, cảm ơn Thiện rất là nhiều để đồng hành cùng Tiên. Đó, thì Thiện là người đầu tiên là đồng hành cùng Tiên từ Her Story đã chưa là gì cả cho đến ngày hôm nay. Thì đó là cách mà Tiên bắt đầu, và Tiên phải đi kiếm xưởng, kiếm vải, kiếm gặp bên xưởng xem người ta làm như thế nào, lên tập, lên mẫu, rồi focus, rồi rất là nhiều thứ để cho Her có được ngày hôm nay. Thì là đó là một quá trình rất là dài đó mọi người, không phải bạn nào mở cũng là thành công. Sorry Tiên nói câu đó nhưng mà đó là sự thật. Bây giờ Tiên thấy rất là nhiều local đang mở rất nhiều, nhưng các bạn lại focus quá nhiều về doanh thu, về tiền của các bạn sẽ tới như thế nào, nhưng mà các bạn quên mất là cái giá trị của brand mình đang nằm ở đâu. Và đó là một cái khá là sai khi hiện tại đang khá là nhiều các bạn local mắc phải. Thì đó là một cái thứ là Tiên thấy thôi, còn lại thì Tiên đang cũng cố gắng rất nhiều để phát triển cho không những riêng Her Story mà còn No-Control nữa. Đó là hai đứa con tinh thần của Tiên. Cái này công nhận bấm công mi dã man luôn á, sự. Em thấy Tiên đăng clip trên TikTok thì chị có cảm thấy muốn là cùng với anh đi xa hơn nữa không? Đặc biệt là đến chuyện cưới xin. Đó, sure, chắc chắn. Tụi mình đã nói chuyện về cái này rất là nhiều lần rồi. Và tụi mình vẫn đang đợi đến một cái tuổi mà nó ok hơn, nó hợp lý hơn, hai người trưởng thành hơn một chút thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà hiện tại thì là chưa, vẫn còn xây dựng sự nghiệp rất là nhiều, cho nên là hiện tại thì vẫn còn focus vào công việc nhiều hơn. Còn sau này nếu mà có duyên thì giá suốt hai đứa sẽ đã plan rồi, cho nên là các bạn hỏi có bộ phận nào trên mặt chị Tiên muối sữa không? Nhiều người có nói Tiên là Tiên sữa mũi, nhưng Tiên không có sữa mũi. Và mũi Tiên thì nó lại hơi bị kiểu gì mà bị hết lên á, cho nhiều người kiểu mũi heo, ống cống abcd, mà Tiên cũng kiểu giờ đẻ ra cái mặt nó vậy rồi, giờ làm sao, làm được gì giờ? Một là mình chấp nhận với vẻ đẹp của mình, ok mình không sửa. Hai là mình đi sửa. Nhưng mà Tiên cảm thấy như là nó ổn rồi, nó không phải là cái gì quá là xấu hay là gì đó, thì nên là Tiên cũng thôi, Tiên không có nhu cầu, cho nên là cứ để tự nhiên như vậy thôi yeah. Còn tùy người, người ta có thể thấy mình không đẹp rồi người ta nói, thì cái đó Tiên rất là thấy chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường luôn, và Tiên không có lấy làm lạ. Cái highlighter này của Tiên sử dụng là của Fenty mọi người, Fenty Beauty. Bây giờ xong highlight, xong mái hồng rồi, bây giờ bước cuối cùng là sẽ tới son. Thì son hồi nãy Tiên có nói là Tiên sẽ sử dụng son của Romand. Chi khó vậy? Romand Focus. Đây. Đó, cây son Juicy Lasting Tint dòng mới nhất của Romand. Và cảm ơn Romand rất là nhiều đã gửi cho Tiên tới 10 mấy cái cây son này, và Tiên đã sử dụng rất là nhiều son của Romand rồi. Và các bạn cũng biết là Tiên quá là mê son của Romand, cho nên là đây là một cái thỏi son mà Tiên sử dụng mỗi ngày đó mọi người, thật sự là mỗi ngày. Cái màu rất là dễ xài luôn á. Sao nào? Rất là dễ sử dụng luôn. Tiên trả lời thêm một vài câu nữa thì cái make up look ngày hôm nay thì cũng đã xong rồi đó, cũng rất là đơn giản. Tiên make up xong rồi Tiên lên Tiên ngủ tiếp. Tại bây giờ dịch là cũng không có đi đâu được hết, quá là buồn mọi người ơi. Em và bạn trai hiện tại tình cảm đang bị phai dần do Ylsa, nên làm gì để mối quan hệ mới mẻ hơn hả chị? Thật sự và give advice cho các bạn Ylsa là một cái thứ gì đó rất là khó đối với Tiên. Tại vì hầu hết tất cả các mối quan hệ cũ của Tiên đều là quen xa, và Tiên cảm thấy như nó là một cái gì đó rất là bất lực. Tại vì thứ nhất, khi mà cãi nhau tụi mình không gặp được người ta thì nó sẽ trở nên rất là bị bất lực đó mọi người, kiểu như là bây giờ cãi nhau mà còn không được gặp nhau, mà cứ cãi hoài không bao giờ solve được. Xong rồi cứ nó cứ thế, xong rồi cái từ từ nó nhạt đi, là không được gặp người ta nữa. Là Tiên phải thật sự cảm là phục những cái bạn mà quen xa mà quen được một thời gian rất là dài, tại vì nó làm cái gì đó, một cái cố gắng của cả hai rất là nhiều. Nhưng mà đối với Tiên thì Tiên không recommend Ylsa, tại vì Tiên maybe là tại vì Tiên đổ vỡ quá nhiều trong quá khứ và những cái chuyện Ylsa, cho nên là Tiên cảm thấy như nó không có phù hợp đối với Tiên. Có thể là nhiều bạn vẫn quen được và vẫn yêu được xa thì vào, chúc mừng các bạn, nhưng mà đó không phải là cái gì thật sự dành cho Tiên, cho nên là Tiên không có khuyến khích mọi người Ylsa, vì nó rất là mệt. Ok, vậy là đã hết cái video này. day và team Q&A cũng như là một cái make up look khá là simple, khá là xinh, chia sẻ những cái sản phẩm mà dạo này Tiên hay rất là xài và Tiên thấy như là nó rất là hiệu quả, muốn chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái make up tutorial cũng như Q&A của Tiên ngày hôm nay. Nhớ follow Tiên trên Instagram và subscribe trên YouTube cũng như là follow Her Story. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye.